Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày thứ 28 rồi nè anh em ơi. Thì bữa nay là ngày đầu tuần luôn. Chính xác là ngày đầu tuần thì anh em mình cùng nhau lấy một món củ tiêu nữa là món thứ ba ha. Chắc thằng Liện mình nghĩ là không đủ thằng Liện rồi đó anh em. Tại vì không có đủ vàng á. Vàng bây giờ mình làm mấy cái trò quý kia hết rồi. Và tuần mới nè, mua mấy cái này nó cũng rất là rẻ thôi. Cho nên mình mua luôn. Mấy cái liên quan tới này thì mình mua thôi, mấy cái kia chắc mình bỏ qua bên bên. Đây mấy cái này là mình mua được, mấy cái kia chắc bỏ. Không xài được. Rồi bữa nay khoáng thì nó cũng như vậy ha, là mình được 100.000 vàng ở trong này nữa. 20.000 vàng nữa là 120.000 vàng. Ok, thì bây giờ mình đang có sẵn là mình đang có sẵn là 85 mảnh rồi. Đúng không? 85 mảnh mình sẽ qua bên trang bị nè. Trang bị mình sẽ mua ở đây, mình có, mình thiếu cái nón chứ. Giờ cái nón là pháp phòng, cái nón là pháp phòng. Ồ, là, ừ đúng rồi, nón pháp phòng, cái áo là pháp phòng, cái nón là giặc phòng hả ta? Thôi mà cái nào cũng ghê nhau thôi, lấy cái nón đi ha. Ok, mình sẽ lấy cái nón đi nè. Cái nón, cái tỷ lệ né tránh nó tẩy cũng được khá là ngon. Ô, cái áo nè. Rồi cái nón nằm đâu ta? Đây, cái nón nằm đây. Thì mình đây mình sẽ được thêm 30 mảnh là 101 rồi. Thiếu 5 mảnh nữa thôi, mình sẽ mua 5 mảnh nữa. Vậy là đây tới vàng để mua cái mảnh trong tuần này rồi. À, mảnh củ tiêu nè, 5 mảnh là đủ rồi. Ủa, phải không? Ờ à, đúng rồi, 5 mảnh là đủ rồi đó anh em. 90 với 30 là 1.2. Mình sẽ lẫm một món củ tiêu nón nữa là lẫm tiền. Ok, và như vậy là mình sẽ ghép được một món thứ ba rồi. Thì bây giờ mình vô mình thằng luyện được không, cái quan trọng nè. Thì mình cho chương giác vô đánh luôn anh em, tại mình có cái thằng giỏ rồi. Đó, chắc mình thằng luyện được luôn hết đi. Chắc mình thằng luyện được, dư thằng luyện à. Còn phải trùng sinh cái nón kia mới được nha. À, trang bị nằm đâu đây đi. Trùng sinh cái nón này mới được. Bữa thôi tôi mà không thu hồi tầm 7 tầm 3 là bây giờ tôi được 2 set rồi đó. Còn được set rồi đó. Set cũ kêu rồi đó. Nghiệp này lại luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thăng luyện em nó lên, thăng luyện một món củ tiêu thứ ba trong team mình. À, thăng luyện cái này tốn 12 dịch 2 ký. Nó cũng bằng món kim thôi à. Không có tốn kém nhau lắm. Đó. Nó địch chiến lên phơi phới liền em, nó thấy không? À, mấy cái này từ từ đi, mấy này là mình phải này nữa mới lên được chiến nè. Đó, và mình lên được chiến khá là nhiều rồi đúng không? Bắt đầu tiếp nè. Cái này phải mát nữa, lực chiến còn lên nữa, chưa hết đâu. 2 tỷ mốt rồi đúng không? Chuẩn bị lên 2 tỷ 2 bây giờ. 2 tỷ 2 nè. Chắc mình nghĩ tầm mà 2 tỷ 3 đi. Biết được không nữa nè. À, càng cao nó càng nhiều nha. Rồi. Và không được 2 tỷ 3 luôn mà. Nhưng mà không sao. Những cái viên đá hồi nãy mình khảm vô nữa là vừa đó. Mấy viên đá tào lao để vô luôn đi. Đó, và gần 2 tỷ 3 chứ chưa được 2 tỷ 3 luôn mà. Có nhỉ? Khá là khó. Ở này cái gì đổi gì đây? Bảo vật này cũng đổi. Tại vì cái bảo vật này là đằng quỷ hiếu nó mua bậy rồi anh em, nó bị lỗi bị thiếu rồi, nếu bù bổ sung vô sao. Rồi mình tin thì mình cũng giữ mấy cục nè, mình dục vô cho nó tăng đủ 2 tỷ 3 coi. 2 tỷ 3 đi bạn, 2 tỷ 3 đi, vẫn còn thiếu khá là nhiều. Làm sao để cho nó được lên 2 tỷ 3 nhỉ, cho nó đẹp chứ không gì nữa. Cho nó đẹp đâu em. Rồi đến đây nữa nè, trời ơi, tưởng gì đây nữa nè, trời ơi. Dễ chưa, còn đây nữa nè, tưởng gì chứ. À, cái này không cho mình lấy hả ta, nó không cho mình. Cái bảo vật quần què gì vậy? Anh em, cái bảo vật quần què gì nó không cho mình khảm đá luôn kìa. Alo. Ủa, cho mà. Sao mà mình không có đá nhét vô hay sao, không có đá nhét vô nè. Bố vật quần què gì mà lạ lùng thế chứ. Ở đây gì nó chấm chấm đây nè, nó chấm chấm là chắc chắn phải có cái gì đó. Đây, cho này vô. Vẫn chưa được 2 tỷ 3 mà. À, này và cái này là tẩy luyện. Chưa được luôn em. Chỉ là hơi khó thôi, kệ đi. Nhiêu đi thôi là con chuyên giác mình nó mạnh là được rồi. 25 triệu đam.
25 triệu đam. Rồi bây giờ mình sẽ chơi nha, chơi thử nha. Sau khi Trương Giác hén mình vô team, thần luyện mối mục tiêu thứ ba nó sẽ như thế nào đây? Đây là mình chơi Trương Giác rồi nha anh em. Ây xa, mình top 10 lại rồi, lấy lực chiến lại liền. Đó, giờ quấn trong top 9 chơi nè. Lấy lực chiến là lậm tiền đó anh liền, ngại ngùng gì mấy anh đâu. Để coi, Trương Giác cũng khá là bá, nhưng mà mình thấy giờ Quang Vũ hơi yếu rồi. Với lại quấn né không nhìn cũng chán. Quấn đâu tôi né mà. Đây cái ông này là ông quái giặt hôm bữa tới giờ. Mà mình nghĩ Trương Giác chắc cũng không đủ đam. Ăn đâm phản thôi chứ mình nghĩ chắc không đủ đam đâu. Khó chơi. Tối nay đấu khuê cái nữa. Chắc bị rớt nữa rồi. Đó. Anh em thấy chưa tung chiêu, chưa tung chiêu đó né nữa rồi. Tôi mong update phiên bản mới bỏ qua cái chức năng né này bớt. Mặc đồ né thì nó né thì mình không nói đi, mà mình chẳng có mặc đồ né mà nó vẫn né. Chọt tiếp đi, ừ chọt mạnh lên đó. Đó, thấy anh em thấy không? Rõ ràng. Rõ ràng. Đâm chính tôi bằng đồ né rồi không nói đi. Còn con kia bằng đồ né là sai sai đó. Thằng giỏ mà né F3 luôn à. Hình như cái thằng giỏ bên server Việt mình tỷ lệ né rất là thấp luôn. Rất là thấp luôn, không phải thấp bình thường. Rồi ok. Lượt 2, mong là Trương Giác nó sẽ chi kích. Khai thiên lập địa. Tôi mà để giành ngọc, tôi lấy thêm con chủ tướng nữa anh em ơi. Chán không anh em? Chán chứ. Thiệt á, nhiều khi tôi muốn bỏ luôn á. Tôi muốn chơi nữa. Thề. Chán phải nồi luôn. Què cũng né hết trơn. Chán thiệt sự. Đó anh em thấy có cái thằng giỏ này vô thì mỗi lượt thì mình đủ nộ để chơi, cho nên mình chơi Trương Giác được nha. Chứ hôm bữa là mình không có đủ nộ chơi mỗi lượt. Thì nó mà chi kích thì đỡ đỡ đi, nó không chi kích nhìn chán. Không chi kích thì mình không có nộ, lượt sao quánh thường á, tại lượt sao quánh thường nó nhìn. Chắc mình phải bổ sung thêm cái chiến pháp này, không đủ nộ quánh quánh. Nó, né, nó auto mà né mà. Thứ nhất là né, thứ hai là ngự. Cái ngự của nó tăng cái kiểu gì ảo lắm. Con bá hạ sẽ búp được nhiều đúng không? Thì nó sẽ cho mình anh em là bao nhiêu đó thôi. Con này không đâu dễ gì. Thế là hết. Ô con Trương Giác của tôi chán vậy anh em. Nó Trương Giác của gì cô vậy? Trương Giác cùi thiệt. Đó cái này nó lợi hại chứ. Trời, dính vô cái con nghe con bạch ly năm sao rồi. Vậy là bây giờ một lát nổ là xác định một em đó. Vẫn chưa câu được em con men nào hết. Trương Giác ơi, xin em làm một pha cho nó bá bá xíu đi. Trương Giác ơi. Trời, nó trừ một nổ nữa chứ. Ừ, bút lên một nổ đủ cho anh. Đúng rồi, quýnh ngay chốc đồn là hợp lý luôn. Nó mới thấy à. Nãy giờ vậy nên nó chết queo nãy giờ rồi. Quýnh gì xong cái bắt điện hứa chữ mình nó chết queo luôn bây giờ nè. Không sao. Thì khi mà phong thiên nhắn mình cái túi càng khôn mình 4 sao nó đã lắm. 5 sao nó còn sướng nữa.
thì chỉ cần hai cái nữa thôi, 30.000 vàng nữa thôi là mình được 5 sao rồi, cũng dễ thôi. Anh em thấy lượng nào cũng tăng nộ cho mình mà. Đó, giờ chuẩn bị bút nộ nữa nè. Bút nộ nè, thấy không? Lượt nào thì mình cũng đủ bút nộ hết trơn á. Vấn đề nằm ở chỗ là con dương giác của mình nó có chi kích hay không thôi. Mà nó quýnh mình toàn bị né không kìa. Đó mày cái đáng nói đó anh em. Toàn bị né thôi. Bởi vì về sau mình cần những con chi kích giống kiểu với các lượng rồi tôn sách đồ mai ra đi. Chứ bây giờ mà không có dán lượng của tôn sách, quýnh xong không đủ nộ quýnh nữa mà. Tụi của Tống Quy kia. Ừ, một con. Ừ. Tấm đó, đó nó bị lôi phạt rồi, thấy không? Nó đã bị phạt rồi. Là team nó ba thằng bị phạt luôn chứ không phải một thằng. Chi kích nhiều nhiều lên bạn. Tiếp tục. Đúng rồi, lôi phạt nó nè, đó. Thêm con nữa sau mà đồng đội mình chết. Bắt nào mình cũng dùng chiêu hết rồi. Không có lượt nào mình không được dùng chiêu chứ. Có cái bảo vật ồ lộn, cái thằng giỏ nó ngon lắm. Cũng may đó là có cái thằng giỏ thì mỗi lượt mỗi dùng chiêu thì anh em xem nó đỡ thôi chứ. Chứ được hởm kìa. Là chương giác quá thường luôn à. Chi kích bạn ơi. Nó để ít 12 cộng dồn cái gì kìa, mình không biết nó để 12 cộng dồn mà 12 cộng dồn cái gì luôn á. Tới sáng hai cái tem này quýnh buồn ngủ thật sự. Mình thua ông này là do thua ông B4 thôi. Ông B4 với hơn miếng lực chiến thôi, với ông B3 là ông chết liền. Hơn tướng á. Lên đập một cái coi chuyện giác quánh phát nữa, không chi kích nữa thôi chứ chứ vòng khác quýnh quýnh ông này buồn ngủ quá. Tôn quyền ông chọn yếu xìu một cước chi kích không đó phải vậy chứ, hai cước đó lôi phạt một em. Đó hả? Nè, chân giác. Chân giác nhà người ta với chân giác của mình nó chán thì thôi á anh em ạ. Khác biệt một trời một vực luôn á, thiệt. Win nha. Bỏ qua cho nó win hay là thua gì cho nó xong cho nó lẹ anh em. Con giác nó chi kích là nó mạnh lắm mà nó không chi kích kìa. Anh em thấy là tỷ lệ chi kích là 40% cộng thêm con ngựa nữa là 60% mà không chi kích nhiều. Chỉ một từ để diễn tả đờ en đen thôi, đường nào chứ. Rồi ông này hơn lực chiến chút xíu nữa nè nha. Bữa nào tôi phải soi Google Map cái gì đó tôi tẩy ra chính xác 100, tôi chính xác chừng khoảng 1000% thôi, coi mấy ông này né cái kiểu gì không biết. Quýnh như là né, tăng cũng né, hỗ trợ né thì không nói đi. Hỗ trợ đâm chính né thì không nói đi, tăng cũng né, đó ông tôi quyền lực nha. Nó mấy ông lực gì tôi thích nè, lực mà chọt chúng đi chứ. Hợp lý, đó, ừ thì đó, bay màu. Mới có một con cầu mang thôi. Một con bệnh ly thôi. Đây, em chính xác là cầu mang. Ông chọt mạnh lên chứ ông chọt yếu tôi không chịu. Đó, nó phải trúng như vậy nè anh em. Phải mắc máu chứ. Mày hả mày, một em. Đó, mạnh chưa, anh em thấy mạnh chưa. Nên như vậy. Bây giờ tới chuyển qua chế độ một máu. Tôi không có xài quyết chiến đâu nha. Tôi hứa với mấy ông là tôi không xài quyết chiến đó. Nhưng bằng cách nào đó quẳng một máu. Chứ không một máu nó game chết nữa rồi đó chứ. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Ông kia sắp chết rồi. Sắp chết rồi nè, mày sắp chết rồi, sắp chết rồi. Chuẩn bị. Mày hả bưởi. À còn khúc.
Đọc cái nữa nè. Né. Không ai mượn cũng né nữa. Mày chọt đi đúng rồi. Chào Phong mới cho miếng ngự chọt mắt. Ừ đúng rồi. Chọt. Nó một máu nữa. Một máu nữa, một máu nữa, một máu nữa. Công an đi. Mình như mà hết công an hay gì mà ta. Hết công an này đi rồi. Rồi nổ bây giờ là thiên giác nó bị ngáo rồi, nó quýnh sao nổ lên 20 nổ. À hồi nãy giết Tung Quyền. Hồi nãy giết Tung Quyền được nhiều nổ quá trời, giờ quýnh biết nào hết. Để coi thiên giác chỉ kết thúc. Con thiên giác của tôi chơi thiệt sự nhân phẩm thấp quá. Mấy ông chơi mấy có giống tôi không biết, chứ tôi thấy là tôi chơi là nhân phẩm thấp lắm luôn á. Chân giác nó quýnh cũng đau lắm á, chứ đây mà được cái mình quýnh nó không chi kích đó. Có hai lần à. Hề luôn, vô PK mấy ông này toàn chi kích hai lần không à. Tôi ra tôi đi ải cho mấy ông xem nè, chi kích thì cũng bấy bá nữa thôi á, chi kích đi người luôn á. À, mình sẽ đi qua một cái ải mà gọi là cái, mấy ải mình full hết rồi. Mình cho anh em xem một cái ải nha. Tôi qua cái ải tôi đi một phát là chi kích cho anh em xem luôn. Chi kích bấy bá luôn á. Nhưng mà sao không biết, tôi qua tôi PK đó, chi kích chán lắm. Nhân phẩm kỳ lắm. À quýnh à, một phát nè, thấy không? Đó, anh em thấy bộ ải đi khác không? Hai phát nè, thấy không? Nè, chương giác là phải vậy nè, ba nè, thấy không? Nè, bốn nè, thấy không? Chương giác là phải vậy đó anh em. Ít nhất là phải bốn cái, ba cái, bốn cái, ba cái là bình thường rồi đó. Chứ mà chân giác còn quýnh gì có một cái một không, hồi nãy giờ mình nhìn BK chán luôn. Cho cái nội tại chi kích cộng lại là hơn 50% mà. Nè, một cái nè, nó hít sọt mâm mềm liền. Rồi đúng cái luôn, đậu xanh nó mới gáy xong. Nó quýnh nhiều cái nó mới kích hoạt cái nội tại của nó lên là cái thiên phú của nó lên là cái thiên phú thiên lôi. Anh em thấy nguyên cái bên thiên lôi không? À, thiên lôi nó cứ vô bờ làm sạc 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 đó, là anh em thấy đó, đó chính xác là nó đó. À tiếp tục tăng 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 một cước nhà đúng cái một đen vãi nồi luôn, phải nói đúng đen luôn. Không mà mấy cái này đơn giản cho nên chưa giác gì nó lo được. Đang gián tiếp cộng thì mấy con ghê nó quýnh phần trăm máu gì ghê nhiều lắm. Đó nó phải vậy. Nè nó phải vậy nè, đó. Trời nó đau kìa. Đó anh em thấy không, cái này hiểu. Cái này hiểu chứ tụi qua ải tinh anh đi cho anh em xem là cái ải tinh anh quýnh là nó phải ra gì và lại lọ luôn. Cái gì đây? Trời ơi, 20 vàng, thằng nhầm gì? 20 vàng quỷ đó. Chương giác là phải liên tục như vậy thì tem đối thủ mới sợ được. Chứ mà chương giác mà không có liên tục như vậy là tem đối thủ không có sợ. Và không có đứng im cho mình quýnh nữa. Một đập. Trung can nghĩa đạm. Nè, đại thứ nhất. Thằng ô lết trời. Chân giác lậu. Đúng, chân giác lậu đi. Đậu xanh á. Ừ, quần chung suốt mạnh lên em. Ừ, đúng rồi, suốt gì tao mới phê. Rồi sao nữa, hết đúng không? Chơi nó. Cước thứ nhất, tàu quỷ đạo kìa. Một thằng ra đi. Cước thứ hai. Cước thứ ba đâu? Cước thứ ba. Đó, nó phải như vậy. Tệ nhất luôn, phải 3-4 cước. 3 cước là tệ đó. 2 cước là bình thường. 1 cước là mắt đen. Hôm bữa là anh em thấy cái này mình đi hôm qua đúng không? Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ là khác rồi, khác dữ lắm luôn rồi. Nè, nè, nè. Mày hả bưởi, mày nghe nói mày trâu lắm đúng không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ôi đau. Cái thứ ba,
Trời đỡ kiểu gì, cái thứ tư đó nó phải như thế này nè. Đó, anh em thấy không, đâm khủng khiếp đam luôn. Được cái lượt nào mình cũng được hồi nộ để chơi mỗi lượt chơi không nè. Đó, nó quýnh len tè le tét lét hết trơn đó, nó phải vậy đó, anh em thấy không. Phê bởi phê đó, chỉ kích liên tục cướp nữa nè. Đó, cái nữa nè. Đó, được không, hết rồi hả? Thấy không, anh em thấy không, nó quýnh lần 4-5 cái được luôn mà. Mà sao mình đen, sao quýnh có 1 cái một. Thằng binh 25 cộng với lại cái thiên phú của nó thôi là chi kích thêm con ngựa nữa là tỷ lệ quýnh 2 cái của nó gần như là 90% mà. 90-80% gì đó. Đầu vũ khí 25, 50 ngựa nữa. Ừ, cũng đâu đó, tầm đó là đẹp. Mà sao không biết sao mà chi kích hơi thấp đó, nhưng mà gì cũng quýnh cũng ok. Hôm bữa đi ấy nó đâu có qua đâu, tự nhiên bữa nay có củ tiêu vô thằng luyện đồ các kiểu, anh em thấy không, nó lực như là một lực sĩ gì đó, rất là mạnh. Gòi vàng thì mình đã dành, mình kiếm thêm mấy chục mảnh nữa, kéo đầu dài bữa cái mình mua thêm mấy mảnh ở bên kia nữa, nhiều mảnh đó, hoặc là đợi điểm danh phát này nè là mình được thêm một món củ tiêu nữa. 1, 2, 3, 4 ngày nhiêu, thứ năm gì, thứ ba hay tư, thứ năm, thứ sáu, tới thứ sáu được 30 mảnh nữa, là đâu đó tới thứ sáu là mình được set rồi, thứ sáu là mình được set củ tiêu. Cứ chơi lay gai bình thường, nạp xương xương chơi cho vui được anh em, cho tới khi mình nó full tem ba của mình cho nó mạnh mẽ cứng cáp là chơi ok rồi. Chứ mà đi đua đòi với người ta thì phải tốn rất là nhiều vốn nha. Em biết cái server này nạp khủng khiếp cỡ nào đó, bữa nay em ghi cũng lên tới 7-8 tỷ rồi, gần bằng server Việt luôn rồi, gần bằng server Việt chơi mấy năm trời. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.